Zippo 1978 hàng chủ đề, dòng slim nha mấy anh. Zippo 1978 hàng chủ đề nè, dòng slim nha. Đó. Rất là đẹp, tình trạng rất là đẹp luôn, đẹp như một hot girl luôn. Đó. 1978 nha mấy anh, mỗi bên hai gạch nè, slim, dòng slim nha, hàng chủ đề. Đó. Còn nguyên cọng bắt bột luôn nha mấy anh. Nhìn bánh xe của nó là rất là bén. Bạn thấy vệ sinh rất là sạch đúng không? Vệ sinh như vậy nè, được cái Zippo sạch sẽ như vậy á. Rất là cực, cho nên là khi mấy anh về mấy anh xài mấy anh cũng vệ nhớ vệ sinh cho sạch nha, mấy anh vệ sinh sạch cái vùng đốt mình sạch thì cái oxy nó vô thì nó mới nhảy lửa được. Chứ mà mấy anh để cái vùng đốt nó dơ, mấy anh xài thời gian bụi đá cái vùng đốt nó dơ, mấy anh bật là nó không có nhảy đâu nha, em dặn trước. Bất kỳ mấy anh xài bất kỳ cái bật lửa nào mà có bùn đốt thì khi xài cũng phải nhớ 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 vệ sinh nha, em vệ sinh rất là sạch rồi, vậy mà anh xài mà anh nhớ vệ sinh sạch sẽ để cho nó nhảy lửa nha. Đó, bỏ ruột cùng năm nha anh, còn nguyên cọng bắt bột luôn đó, còn nguyên cọng bắt bột luôn nha anh. Hàng chủ đề nha anh, cái này còn rất là đẹp á, dòng slim nha, còn rất là đẹp. Con vẹt mắc cười ghê chưa. Nó ở dưới mà nó cắn ngược lên cái bàn, con vẹt mắc cười ghê.